Gia đình anh Lê Vạn Hồng, xã Đắc Hà, huyện Đắk Hờ Long phát triển chăn nuôi gà từ nhiều năm nay. Cách đây hơn một tháng, anh đã bắt đầu nuôi lứa gà mới chuẩn bị cho thị trường dịp cuối năm. Tuy nhiên, số lượng đàn giảm xuống chỉ còn khoảng 1.000 con, bằng 1/2 so với trước. Nguyên nhân được anh Hồng đưa ra là giá con giống, thức ăn tăng cao, trong khi giá gà thịt lại giảm, nên anh không dám nuôi nhiều vì sợ không có lãi. Dòng gà cái thời điểm mà gà vào Tết thì dòng đắt, rồi cảm cũng đắt. Giá cảm như so với 2 năm trước đây thì một bao cảm về lên 100 ngàn một bao cảm. Giá gà thì rẻ, giá gà thịt thì rẻ mà giá cảm cao quá. Thì cũng ảnh hưởng rất là mạnh để những nhà chăn nuôi như chúng tôi. Đợt dịch tả heo châu Phi vừa qua khiến hơn 100 heo nái của gia đình bà Hoàng Thị Đào, xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rơ Lấp bị chết. Do thiếu hụt con giống, giá vật tư nông nghiệp đầu vào tăng cao và lo sợ dịch bệnh tái phát, nên bà Đào bỏ trống chuồng, không dám tái đàn dịp cuối năm. Khi mà cái thời điểm mà mình mua để trong kịp Tết á, thì lúc đó là mình mua con giống không có. Nhưng đến bây giờ thì là coi như ổn định hết rồi, bây giờ nó mới bán cho mình thì coi như không kịp Tết. Cho nên không kịp Tết là coi như mình không có mua, bởi vì rằng mình vô là có khả năng là coi như là cám thì cao, nhưng mà con giống mình đã mua đã mấy triệu rồi. Rồi bây giờ là coi như là cái giá thành mà nó tụt xuống mình lỗ luôn. Cho nên mình tính tới tính lui là mình không có gây lại Tết. Để chuẩn bị thực phẩm cho thị trường cuối năm, gia đình anh Lê Đức Nghĩa, xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rơ Lấp đang tập trung vỗ béo cho 30 con dê. Theo anh Nghĩa, nhu cầu dê thịt cuối năm thường tăng, giá bán cũng cao hơn so với ngày thường, nên năm nào anh cũng tăng đàn nhằm có thêm thu nhập. Tuy nhiên năm nay, anh cũng đầu tư ở mức vừa phải so với trước đây bởi lo ngại giá cả thiếu ổn định. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, nhưng tình hình chăn nuôi của tỉnh trong 9 tháng đầu năm vẫn đạt những kết quả tích cực. Cụ thể, đàn heo đã vượt 4% so với kế hoạch năm với 418.700 con, đàn bò đạt trên 86% kế hoạch năm với 26.700 con. Đàn trâu đạt 66% kế hoạch năm với 3.300 con. Đàn dê đạt gần 78% với trên 41.900 con. Đàn gia cầm đạt gần 79% kế hoạch năm với 2,2 triệu con. Nhằm bảo đảm chăn nuôi phục vụ thị trường cuối năm an toàn, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, áp dụng tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Cơ quan chuyên môn cũng tham mưu sở nghiệp ban hành các văn bản chỉ đạo các điểm kiểm dịch hoạt động 24 giờ và nghiêm kiên quyết xử lý các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đủ giấy chứng nhận kiểm dịch, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, ngành chuyên môn còn khuyến cáo người chăn nuôi phải tiêm phòng bổ sung khi tái đàn, đồng thời tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại kỹ càng. Khi phát hiện dịch bệnh, bà con phải có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở để kịp thời xử lý, không để dịch bệnh lan ra diện rộng. Chính quyền địa phương, lực lượng quản lý thị trường làm tốt công tác quản lý vận chuyển con giống, sản phẩm chăn nuôi vào ra địa bàn, kiểm soát tốt hoạt động giết mổ theo đúng quy định của luật thú y. Các cấp, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về các biện pháp kỹ thuật trong phòng chống dịch bệnh, quyền lợi, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan về phát triển chăn nuôi, bảo đảm cung ứng hàng hóa an toàn, chất lượng ra thị trường dịp cuối năm.